lumière. Avec les opères, c'est sa bouche. Voilà le bonheur, sans douche. La femme au cœur, j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois ma vie la rose. Ça me fait quelque chose. Elle rentrait dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi mon amour intense. Vào những ngày cuối năm nó hơi se lạnh,
Nhưng mà Hương Tùy nghĩ là nó không có ngăn cản được cái sự nao nức hồ hởi của tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay. Trước hết là để chào mừng và lớp Photoshop khóa 33 vừa mãn một khóa học. Sau đó chúng ta quây quần bên nhau vào bữa tiệc tất niên cuối năm để nhìn lại những thành công chúng ta đã đạt được trong năm 2016 cũng như những hoạch định cho năm 2017. Và thưa quý vị, đến dự buổi tiệc ngày hôm nay chúng ta không thể không biết được những nhân vật chính ngày hôm nay. Đầu tiên, cho phép Ngọc Đức được mời tất cả quý vị học viên khóa 33, xin mời quý vị cùng đứng lên để cho tất cả quý vị cùng biết học viên khóa 33 vừa rồi ông được không ạ? Và tiếp theo, cũng không quên lời cảm ơn tất cả các quý vị thân hữu đã bỏ thời gian quý báu để đến tham dự buổi tiệc lễ mãn khóa cũng như lễ tất niên của năm 2016 của Hội Nhân Việt Nam Hiếu Sinh Tổ Chức. Xin mời các vị thân hữu cùng đứng lên cho chúng tôi được có lời cảm tạ quý vị đúng không ạ? Xin mời tất cả các thân hữu của các học viên khóa 33 và thân hữu của hội viên Hội Ảnh Việt Nam Hiếu Sinh đứng lên ạ. Xin cảm ơn chị. Vậy là chị đã đạt được nhất đêm nay rồi đó. Quý vị nhớ chăm sóc kỹ vị thân hữu này nhé. Và sau cùng, chúng ta cùng chào đón tất cả các vị hội viên Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Hiếu Sinh để cùng sinh hoạt chung với tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Xin quý vị hội viên Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Hiếu Sinh đứng lên. Mời bạn bật trở nên đẹp và lung linh hơn. Vâng quý vị. Và sau khóa học vừa rồi, chắc chắn quý vị sẽ tự tin hơn với những bức ảnh cũng như những tác phẩm của mình đưa đến cho công chúng, cho người thân, bạn bè có thể chia sẻ và hãnh diện. Quý vị là học viên của lớp nhiếp ảnh khóa Photoshop khóa 33 của Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Hiếu Sinh tổ chức. Xin tiếp lời Ngọc Đức thì Phương Tuyền nghe là ông bà ta thường nói một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên họ núi cao. Thì khóa 33 này có gì đặc biệt? Không những chỉ có một số 3 mà tới có 2 số 3 lận, đúng không? Còn số đặc biệt này thì Phương Tuyền nghĩ là mình phải nghĩ đến những sự hy sinh của tất cả các anh chị trong ban giảng huấn sau 3-4 tháng đã cố gắng trao truyền tất cả những kinh nghiệm và kỹ năng Photoshop đến từng học viên của khóa 33. Chúng ta cũng nghĩ đến sự âm thầm làm việc của tất cả các anh chị sau sân khấu. Và chúng ta cũng không thể nào quên được sự quan tâm và lãnh đạo của anh Tân Hội trưởng của chúng ta. Dù anh mới được nhậm chức trong vòng 6 tháng, nhưng anh đã đạt được những thành quả thật là đáng kể và anh luôn hăng say trong tất cả những kế hoạch và hoạt động của Hội Ảnh Việt Nam Houston. Giờ đây, hãy cùng chúng tôi xin chào đón anh Hội trưởng Dương Điền. Xin mời Dương Điền ạ. Xin mời Dương Điền, có đôi lời phát biểu. Cảm ơn Ngọc Đức và Phương Tuyền. Cái lời giới thiệu của Phương Tuyền quá trân trọng. Tôi nghĩ rằng là có một phần nó đúng là sáu tháng vừa rồi tôi không ngờ mình vui chơi không mà quá stressful, nhiều việc phải làm quá. Thành ra là tôi cũng xin kính chào tất cả quý vị thân hữu và quý vị học viên và các anh chị hội viên đến tham dự ngày hôm nay. Và trong tất cả những cái sinh hoạt dù là có quan trọng hay không của Hội Ảnh Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong ban trang trí đã giám sát cái buổi cho cái buổi lễ ngày hôm nay, và đặc biệt là có một cái nhóm người rất là đình đám mà lúc nào cái nhóm người này họ cũng nghĩa là chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và rất là tích cực. Xin quý vị cùng chúng tôi gửi lời cảm ơn đến ban ảnh thật. Thực ra thì mấy chị này thì con cái lớn lên hết rồi, chưa có cháu, mà ở nhà nhìn mấy ông chồng
chán quá là đi ra không đi bắt nào gọi mà thôi chứ không có gì hết ạ. Dạ thưa quý vị, nhân thực tố ngày hôm nay á, chúng ta có hai mục đích mà lễ mãn khóa là một trong những cái mục hai mục đích đó. Thực ra tôi xin xin gửi cho đến quý vị và câu nói đầu tiên là xin đón chào quý vị, chúng ta đồng thuyền. Thưa quý vị, kết thuyền là cái gì? Kết thuyền này gồm có những người bị con virus Photoshop nó hành hạ. Những người đó, trong số người đó có tôi, thiếu ăn, mất ngủ, đôi khi mình nhịn đói. Và quý vị trong 3 tháng qua đã gian nan cực khổ để theo và hoàn tất các sự thử thách của anh Phú. Nhưng mà quý vị đã vô tình bị anh Phú anh ký với con virus Photoshop vào người rồi. Thì quý vị sẽ cũng sẽ như tôi, mà vì chúng ta theo đuổi cái nhiếp ảnh nghệ thuật, càng theo đuổi chúng ta càng mở mắt tê mông. Do đó tôi không biết là lời nói của tôi là chúc mừng hay là cùng chia sẻ cái sự lo âu đó. Well, we are on the same boat and we're on the board. Và kế tiếp tôi xin gửi lời chào đến các anh chị tổng hợp viên. Như trong dịp mà tôi gửi là đơn chiêu mộ các công việc đó, tôi có nói Hội Ảnh Việt Nam là nơi mà chúng ta dùng môi trường để sinh hoạt chơi vui, tôn trọng lẫn nhau và hoàn toàn không có vụ lợi. Đó chính là cái Hội Ảnh Việt Nam Nguyễn Xuân. Mỗi năm chúng ta có 2 lớp miễn phí cho tất cả mọi người trong cộng đồng Houston, Việt Nam Houston. Và tôi nhấn mạnh tất cả mọi người, kể cả những các quý vị ở trong các hội ảnh nhiếp ảnh mạng, chúng ta sẽ cùng học hỏi, chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm trong nhiếp ảnh. Quý vị sẽ có nhiệm vụ học hỏi và chia sẻ những gì quý vị đã biết cho những người đi sau và kể cả những người đi trước. Tại sao tôi nói là những người đi trước? Quý vị nghĩ là tôi ở lâu năm trong hội là quý vị nghĩ là tôi giỏi lắm hả? Nếu quý vị nghĩ như vậy thì xin cảm ơn quý vị, nhưng mà quý vị học được cái gì thì xin chỉ ra cho tôi biết nhé, tại vì quên hết rồi. Và cũng trong cái tinh thần chia sẻ và giúp đỡ đó, Hội Việt Nam Nhân Dân luôn luôn mong mỏi cái sự đóng góp của quý vị. Quý vị đừng có ngần ngại và cũng đừng có đợi khi chúng tôi phải viết thơ kêu gọi quý vị xung phong. Và cuối cùng, đừng có việc kiểm mặt tất nhiên, thay mặt Hội Việt Nam Nhân Dân xin kính chúc quý vị và gia quyến sau năm mới mọi điều an khang, và hy vọng chúng ta sẽ có một buổi tiệc như trọn vẹn tối nay. Xin cảm ơn quý vị. Tăng hội trưởng Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Houston. Thưa quý vị, để lớp học khóa Photoshop được diễn ra một cách trôi chảy và hàng năm, chúng tôi những người trong ban dạy huấn luôn cố gắng cập nhật những kiến thức mới nhất để đến quý vị những điều mới mẻ. Mặc dù có nhiều quý vị đã tham dự khóa Photoshop có lẽ là nhiều khóa rồi, đúng không ạ? Và thưa quý vị, người đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho để nâng cấp những kỹ năng Photoshop hàng năm cho quý vị. Anh là ai? Tất cả quý vị đã biết, người đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết hàng đêm để mà đưa ra những cái đề tài hóc búa cho quý vị. Có khi quý vị về làm chắc là cũng sẽ suy nghĩ và nhớ tên người này trong giấc mơ của mình, phải không ạ? Tôi nhất là những ngày như đây. Và thưa quý vị, không mất lòng xin mời anh Võ Đình Phú, người đã có góp công đã đưa cái lớp Photoshop chúng ta hàng năm thêm sinh động và đem luôn niềm mới mẻ cho từng khóa học. Xin mời anh lên có thể người chia sẻ với quý vị. Cảm ơn Đức. Có một lời xin đính chính là nếu mà quý vị
ngủ có mơ liền mơ thấy tôi. Sơn cũng mơ về cái khác đó thì ok, những mơ tôi không có không có gì hấp dẫn. Ok thì có lẽ hôm nay là cái ngày mà tất cả các chị học viên khóa 33 là rất mong đợi, là tại vì sau ngày này sẽ không còn ai email nhắc nhở cào rào về cái assignment hoặc là last day, tất cả như đó thì các chị free to go. Nhưng mà anyway cũng thay mặt cho ban giảm ứng thì cảm ơn tất cả các chị đã bỏ thời gian để tham dự cái lớp học này. Tất cả những lớp học mà tôi mở ra thì cũng phải có người tham dự, còn nếu mà mở ra không có ai tham dự thì rất là buồn. Nhưng mà đặc biệt thì nói chung là so far cho tất cả những cái lớp học của Hội Ảnh Việt Nam Houston tổ chức thì lớp nào cũng đông hết, nhất là cái những cái thời điểm ban đầu, những cái giờ, những cái tuần đầu thì rất là đông, nhưng mà somehow nó giống như là một cái truyền thống, tôi cũng không biết là tại sao nó rụng từ từ hết. Nó thì chỉ còn lại những cái phần mà những người còn lại là những người có thể nói là cái power rất là good, tức là cố gắng đi tới tới mức cuối cùng. Thì tôi cũng không có nói gì nhiều, thì đặc biệt là trong cái khóa này thì phải ngoài sự giúp đỡ của tất cả các anh chị trong ban giám hướng, các anh chị phía sau trong cái trong ban tổ chức này kia, thì có một phần tôi muốn nhấn mạnh là cảm ơn rất là đặc biệt tới anh Lê Vũ. Mặc dù hôm nay anh không có mặt ở đây, nhưng mà anh đã bỏ rất là nhiều thời gian để mà quay lại những cái video, và đây là cái khóa rất là đặc biệt mà cho là tất cả, đây là có thể nói là đây là cái khóa đầu tiên mà các chị có những cái video save lại trên website để các chị có thể review lại ở nhà. Với cái nỗ lực của anh Lê Vũ như vậy thì tôi hy vọng là các chị cũng gặt hái được một vài cái kiến thức, mặc dù là cái chương trình học của Photoshop á, thì các chị biết là hai cái software rất lớn, Lightroom và Photoshop là hai cái software rất lớn. Trong thời gian 3-4 tháng mình không có thể nào cover được tất cả, nhưng mà với cái mong mỏi là chỉ cung cấp những cái gì rất là basic cho các chị để làm cái nền tảng, nếu các anh chị muốn đi xa hơn thì mình có thể tự động mình tìm hiểu thêm. Tại vì tất cả những cái mà các chị học thì thật sự rất là dễ dàng, có thể tìm thấy ở bất kỳ ở nơi nào trên internet. Tụi tôi chỉ làm một cái công việc là làm giống như là cái summary, chia sẻ lại một vài cái kinh nghiệm để cho các chị có thể dễ dàng mà gặt hái được những cái kiến thức cơ bản. Thì cái cuối khóa ban tổ chức cũng có nhận một vài cái ý kiến đóng góp, thì tụi tôi thay mặt cho ban tổ chức rất là chân thành cảm ơn những cái đóng góp chân thành của các chị. Tất cả các cái lớp thì nói chung là ban tổ chức lúc nào cũng cố gắng để cung cấp những cái gì mà mới nhất, những cái gì mà nó cơ bản nhất cho tất cả các chị. Thì đương nhiên trong cái lớp của mình á, thì cái số học viên có người này người khác, có người đã học 2-3 khóa rồi thì cảm thấy rất là vững chút xíu, còn có những người rất là mới toanh thì giống như là mình như dịch nghe sấm vậy đó. Thì thật sự tôi không có ngạc nhiên về vấn đề đó, nhưng mà nếu các chị có cái thích thú, các chị có muốn tìm hiểu thêm thì hy vọng là những cái gì các chị đã học sẽ cung cấp cái basic cho các chị. Có một cái mà tôi muốn nói là anh Điền anh nói là tôi cấy cái virus Photoshop vô, quý vị, cái virus này rất là tốt, nó rất là hiền, nó không có gây ra những cái side effect. Nhưng mà ví dụ như là tất cả quý vị nào mà hơi lớn tuổi là nó còn có cái tác dụng tốt là trị bệnh Alzheimer nữa. Mình không có spend time cho những cái thú vui, nó không có lành mạnh, mình spend time trên computer cũng good, không? Thay vì mình phải đi ra club này kia thì mình ở nhà mình edit hình cũng good rồi, không? Thành ra cái virus này tốt nên có.
À, thì cái lời cái coi như là cái lời cuối cùng thì thay mặt cho ban tổ chức kính chúc tất cả các chị học viên, tất cả các anh chị hội viên có một cái buổi tiệc rất là vui, một cái năm mới được dồi dào sức khỏe và tài sự như ý. Thì để như là một cái lời chấm dứt thì tụi tôi năm nào cũng có một cái tấm hình chung của lớp học để gửi lại cho tất cả các chị, thì xin mời quý vị nào đại diện cho cái khóa bằng bạc. Rất tiếc là hôm nay hai vị trưởng lớp với là phó trưởng lớp bị bận công việc mà thành ra không có mặt ngày hôm nay. Phát biểu của anh Võ Thành Phú, sau đây Vân Tuyền xin được mời chị Nguyễn Thị Kim Ngân là đại diện của lớp Photoshop khóa 33 đến đây để nhận phần quà lưu niệm rất đặc biệt của ban giảng huấn dành cho lớp 33. Trong tấm hình này, tất cả các học viên có mặt trong lớp Photoshop 33 đã được anh Võ Đình Phú design một cái tấm hình thật đẹp để làm lưu niệm, và mong rằng các anh chị lúc nào cũng giữ nó giống như là một kỷ niệm thật đẹp. Để phát biểu cảm nghĩ trong cái buổi lễ tổng kết khóa. Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức của Hội ảnh Việt Nam Houston đã tạo cho một cái sân chơi và giao lưu rất bổ ích cho những người đam mê. Theo em xin cảm ơn đến ban, gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo Hội ảnh đã hết lòng truyền đạt những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm quý báu để cho tụi em có thể mà có được những cái kỹ năng edit hình với lại Photoshop. Em cũng xin cảm ơn ban ứng xử lớp đã góp phần tổ chức cái lớp học để mà được thành công hơn. Và cuối cùng em cũng xin chúc kính chúc Hội ảnh ngày càng phát triển và vững mạnh, thành công hơn ạ. Dạ hết. Cảm ơn chị Dương Ngân đại diện cho lớp Photoshop khóa 33 đã có những lời chia sẻ cũng như tri ân và có những lời cảm ơn đến ban giám huấn cũng như Hội Việt Nam tổ chức khóa học vừa rồi. Và thưa quý vị, sau 3 tháng khóa học, chắc chắn quý vị cũng thu được rất nhiều thành quả. Và để ghi nhận thành quả đó, Hội Nhiếp ảnh Việt Nam Houston sẽ trao những chứng chỉ cho tất cả quý vị đã hoàn tất khóa học. Như anh Phú đã nói, khóa học này lúc đầu chắc chắn có rất là nhiều quý vị tham gia, nhưng mà để về đến đích thành công chỉ có một số quý vị. Thành ra để quý vị có được những kiến thức mà được nhớ lâu dài giống như anh Phú vậy đó, quý vị cố gắng là trau dồi luyện tập nhiều hơn nữa cũng như chia sẻ, tại vì cái cách mà để nhớ nhiều nhất là cách là mình chia sẻ và mình dạy lại người khác, đó là cái cách để chúng ta tiến bộ mỗi ngày. Và thưa quý vị, xin mời vị một trong những người đã sáng lập ra Hội Nhiếp ảnh Việt Nam Houston sẽ trao chứng nhận cho chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu bác Đại Đức Hiền. Xin mời bác tiến lên sân khấu để trao chứng nhận ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ mời tất cả các vị học viên khóa 33 là nam xin phép được mời lên trước và đứng ở phía trước, ở phía sau, và nữ lên sau và đứng ở phía trước. Xin mời Phương Tiền đọc tên các vị học viên nam đã hoàn thành khóa học. Xin kính chào tất cả các chị em hôm nay. Niềm vui sướng nhất của tôi là khi thành lập Hội Nhiếp ảnh này vào năm 1993 cho tới nay, tôi là tiếp tục hoạt động và càng ngày càng thăng tiến. Anh chị đến tham dự và theo học các lớp học càng ngày càng đông, và chúng tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng hợp với nhau và cùng chia sẻ các kinh nghiệm của Nhiếp ảnh sau này. Xin cảm ơn các anh chị. Các
Con xin cảm ơn bác Hiền. Và khi Phương Tuyền xướng tên các học viên lên nhận chứng chỉ, xin các anh chị tiến đến bác Hiền nhận chứng chỉ, bắt tay và chụp một tấm hình lưu niệm, sau đó trở về lại phía sau sân khấu để mình đợi cho tất cả lớp cho mình cho xong. Các anh chị khóa 33 đã bắt đầu chưa ạ? Đây là giấy bút mà các anh chị chờ đợi trong 4 tháng vừa qua. Và xin được chúc mừng tất cả đến các anh chị đã qua được một thử thách cam go riêng với Phương Tuyền. Đến bây giờ cũng chưa dám lấy lớp Photoshop lại một lần nữa. Hy vọng là một ngày nào Tuyền sẽ đủ can đảm để lấy lớp lại một lần nữa. Lời người đầu tiên, Phương Tuyền xin trân trọng kính mời anh Hà Hưng. Xin kính mời anh Hồ Ái Việt. Xin kính mời anh Hoàng Ben. Kính mời anh Trần Ngọc Sơn, anh Huỳnh Ngọc Sơn, Tuyền xin lỗi. Xin kính mời anh Lâm Văn Bộ. Kính mời anh Nguyễn Eric. Kính mời anh Nguyễn Hội. Xin kính mời anh Nguyễn Kỳ Hảo. Xin kính mời anh Nguyễn Minh Quang. Xin kính mời anh Nguyễn Phúc Sơn. Kính mời anh Phạm Hồng Công. Kính mời anh Trần Thế Long. Và sau cùng cho tất cả học viên nam là kính mời anh Trần Văn Phong. Và tiếp theo xin mời các nữ học viên. Xin mời chị Lê Thị Ngọc Diệp ạ. Và tiếp theo xin mời chị Nguyễn Minh Thư. Quý vị thấy năm nay là có vẻ như là dương thịnh mà âm suy phải không ạ? Có lẽ cuối năm quý bà nhường cho mấy ông thành ra ở nhà để lo hậu phương vững chắc, để cho mấy ông đi học để Tết về chụp hình cho gia đình. Và tiếp theo xin mời cô Nguyễn Messi.
Và tiếp theo xin mời chị Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện lớp khóa đồng đoàn. Và xin mời cô Trần Kim Nga, một gương mặt rất quen của hội không ạ? Quý vị thấy hội chúng ta rất đặc biệt là mỗi khóa học, dù mấy anh chị đã tham dự rồi vẫn tham dự lại, cũng không bị phạt, mà học còn được khuyến khích nữa. Quý vị thấy rất là dễ thương không ạ? Quý vị nhớ tham gia nhiệt tình nha, nếu mình nắm không nắm kỹ khóa học tiếp, mình cứ tiếp tục đăng ký. Hội rất là vui mừng để chào đón quý vị. Và tiếp theo xin mời chị Trần Kim Thanh. Và sau cùng xin mời chị Văn Thơ Jacqueline. Tuy học viên nữ số lượng ít hơn nam, nhưng mà quý vị thấy quý cô rất là dễ thương không ạ? Vô có thể áp đảo mấy ông luôn không ạ? Và xin chúc mừng tất cả các quý học viên khóa 33 đã được nhận bằng chứng nhận để tập hình. Và xin mời bác Hiền với và mời anh Dương Điền cũng như ban nhạc huấn lên để chụp tấm hình lưu niệm với học viên khóa 33. Xin mời tất cả quý vị. Xin mời anh Võ Đình Phú và các anh chị trong ban giảng huấn của khóa 33. Ok. Bà. Anh Điền vô vô sát vô. Quay, quay, quay. Để lấy mấy cái ghế đi. Thêm một vài cái hàng trên đó đi. Chân, chân. Chân. Cho lên đi, cho lên đi sân. Chân, đó. Bán nhạc huấn với lại bán chấp hành bá huấn điền. Ok, cái người đằng sau đứng 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 xen kẽ nha, đầu đằng sau nhưng mà ok đứng xen kẽ. Ok xin anh đi đứng xen kẽ. Anh mất cái đầu anh rồi giữa giữa anh rồi anh rồi anh ra phía sau đứng ở đây. Quý vị nào không nhìn, ông tính là không có thêm cái nữa. Okay, anh Hồ Việt lên lên trên, anh sát vô, sát vô, sát vô. Biết, anh Việt. Anh Việt nó dân hồ đây, đi hàng quá. Sát vô chút xíu. Không thì sẽ kẹ ra chú. Ok. Dạ đi. Anh Eric, anh Eric. Lúc lúc đi, bộ người dân nhìn nha, ok. Test nha. Ok, ok, lúc lúc. Ok, one more nè. Right here. Đổ mắt khách cho anh em. Sung sướng được chứ. Cho tôi chụp lại. Ok, 1, 2, 3. Chưa. Rồi, cảm ơn. Nghe đã năm xưa thôi nghe giận hờn, chuyện mình đừng quên em. Màu tan với màu mắt mai. Nghe đã năm xưa thôi nghe giận hờn, chuyện mình đừng quên em. Gọi nắng cho vừa mắt mai. Chương trình văn nghệ thì rất là cần nhiều người hợp tác để cho vui trong tinh thần gia đình. Thì
anh Ngọc Đức cũng như chị Thanh Tuyền sẽ đi đến bàn của quý vị. Nếu quý vị nào có tinh thần văn nghệ và muốn giúp vui cho chương trình chiều nay, xin quý vị liên lạc với anh Đức hay chị Tuyền. Xin cảm ơn. Và nhạc phẩm kế tiếp mà Hoàng Dương xin được quý vị để nhớ một thời ta đã yêu của nhạc sĩ Thái Thịnh. Trong tầm tay ta không tìm tới khi vắng em trong đời, tìm đến chân trời mới vẫn thương một người giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lặng lẽ vào mặt nhau hững hờ để tiếng như dài mơ rời thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ hiện ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, số vui tan biệt mài. Một bước chân trần ngã đã chơi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Cả mãi không trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng hoa mộng đó rồi niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ. Cuộc tình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ để mãi quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về. Mùa xuân nay đã chết và phai não nề, để lại bao hồi tiếc khi khắc tên người gọi mãi trong đêm. Trong tầm mơ đã không tìm tới khi vắng em trong đời, tìm đến chân trời mới vẫn thương một người giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lần lỡ vào mặt nhau hững hờ để tiếng như giàn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, số buồn tan biệt mài. Một bước chân trường ngã đã chơi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Cùng trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ. Buồn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về. Mùa xuân nay đã chết
để lại bao đôi tim ghi khắc tên người. Gọi mãi trong đêm buồn. Tình ơi xin tình chớ thêm
xin cảm ơn quý vị và còn xin hát một phần một đoạn ngắn nữa thôi để mời quý vị khác lên sân khấu nha. Và quý vị thích cái phần anh còn đợi em. Hôm nay được hân hạnh để góp vui với
phần văn nghệ. Mong quý vị ăn vẫn ngon miệng sau khi nghe nhé. Thank you.
chắc như vôi. Xin cảm ơn phản bá rất nhiều. Và sau đây chương trình xin được tiếp tục chương trình theo tinh thần tôn sư trọng đạo và biết ơn những người đã dạy con hướng dẫn lớp 33 trong một tháng vừa qua, vài tháng vừa qua thì tất cả các học viên của hội ảnh tất cả các học viên của khóa 33 có chút quà để gửi tặng đến cho những người đã hướng dẫn lớp trong những ngày vừa qua. Sau đây Phương Truyền xin được mời chị đại diện khóa 33, chị Nguyễn Thị Kim Ngân. Sau đây khóa 33 có một chút quà tặng gửi đến ban giám khảo là nhà xin mời. Dạ xin mời anh Ngọc Sơn ạ. Dạ em xin mời thầy Phú ạ. Em xin mời chị Lâm Lâm. Có. Bây giờ
Em mời chị Thảo mà. Dạ, cuối cùng em xin mời chị Mai ạ. Cảm ơn chị ạ. Dạ, em xin chào video này. Cảm ơn đại diện Phó 23 đã có những phần quà để thay tấm lòng tri ân tất cả các hướng dẫn viên cũng như những người đã dạy con góp sức và làm cho khóa học thành công cách trọn vẹn. Và tiếp theo chúng ta cũng không quên nghi thức cắt bánh để hoàn truyền thống của hội rất đáng quý để nói lên tính tình của hội đối với khóa học cũng như lực thất niên năm 2016. Tiếng ấn này xin mời người đầu tiên là bác Đức Hiền, thứ hai là anh Dương Hiền, hội trưởng, và người thứ ba là anh Võ Đình Phú, đại diện ban giảng huấn, và cuối cùng là đại diện học viên lớp khóa 33 vừa rồi. Xin mời quý vị cùng tiến lên để cắt bánh, để chia sẻ những ngọt ngọt vui buồn của hội trong suốt thời gian qua. Kính ngân mời bác Đại Đức Hiền cùng anh Phú với anh Điền để thực hiện các bạn. Quý vị học viên khóa 33, quý vị có thể thấy chiếc bánh rất đặc biệt giống như tấm hình quý vị đã nhận trong cái chứng chỉ của mình. Quý vị có thể chụp lưu niệm với tấm hình trước khi mình cắt bánh. Quý vị có thể tiến lên phía trước đây trước khi đi thích cắt bánh. Rồi xin mời bốn đại diện. Chào mừng các anh chị hội viên mới có tên sau đây lên để nhận cái thẻ hội viên. Anh Quỳnh Ngọc Sơn, mời anh Nguyễn Phúc Sơn. Mời anh Trần Thế Long. Mời anh Trương Minh Tính. Anh Tính vắng mặt. Dạ, mời chị Nguyễn Minh Thư.
mời chị Trần Kim Thanh. Và last but not least, chị Trần, Nguyễn Thị Kim Ngân. Dạ chưa? Nhanh thế. Tâm thần đi chụp mình không? Nhớ gửi em cho tôi nhé. Dạ, đây là tất cả hội viên mới của Hội Ảnh Việt Nam Houston. Xin chào đón các anh chị. Các anh chị có nhiều vui trong hội. Đấy, chị đứng, xin cảm ơn chị Tổng Thư Ký Dương Lê. Đúng rồi, đứng sát nha, đứng sát nha, đứng sát nha. Sát nha, sát nha, chút nữa chị. Dạ rồi. Bác Hiền đứng chính giữa bác Hiền. Anh Thiện chụp xong ra cho em chụp hình tấm nha anh Thiện. Xin được chào đón tất cả các tân hội viên của Hội Ảnh Việt Nam Houston. Hy vọng sẽ được sinh hoạt với các anh chị trong một ngày rất gần đây. Và cũng xin chúc mừng với Hội Ảnh Việt Nam Houston đã kết nạp được nhiều thành viên mới. Xin cảm ơn tất cả anh chị. Đầu tiên là anh Thì xin chúc mừng tất cả các quý vị đã hoàn tất khóa Photoshop và cũng như chào mừng tất cả tân hội viên. Chúc mừng quý vị. Cũng như cô MC Phương Tuyền dễ thương vừa nói đó quý vị, năm 2017 mình có cái gì mới? Anh chân ngược lại. Thì theo truyền thống của hội thì mình biết là mỗi một thứ sáu đầu tháng chúng ta sẽ có những cái buổi họp hàng tháng vào ngày và tại JCG. Thì trong những cái buổi đặc biệt là trong năm nay, ngoài cái việc chúng ta họp mặt mỗi đầu thứ sáu thì chúng ta cũng sẽ có những cái workshop để nâng cao cái sự hiểu biết của mình trong nhiếp ảnh, cũng như mình chia sẻ những kinh nghiệm mà quý anh chị học hỏi được. Thì cái đó là cái dịp mà chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Một cái hoạt động mà là truyền thống của hội mười mấy năm nay là một, cũng là một cái hoạt động mà lớn nhất trong năm, đó là chúng ta sẽ có triển lãm ảnh nghệ thuật tại khuôn viên chợ Hồng Kông hai tuần nữa vào ngày 13, 14 và 15 tháng Giêng. Sẵn anh đi nhắc đây là thứ sáu tuần tới là ngày họp đầu của tháng Giêng, cũng là ngày ban tổ chức sẽ nhận ảnh để cho triển lãm. Một cái thông lệ mà không biết quý vị có để ý của năm nay không, mà sẵn đây thì nói riêng để sau này mọi người không có ngạc nhiên, là tất cả các quý vị hội viên phải có ảnh triển lãm. Nếu quý vị không có, đóng phạt 200. Và quý vị, cái này mình có tân hội trưởng thì mình cũng có luật mới. Nếu quý vị có thắc mắc gì á thì tìm anh tân hội trưởng nha. Thì quý vị, cho nên là nếu đừng để phạt quan uổng, quý vị chuẩn bị hình và ngày thứ sáu tuần tới nộp cho ban tổ chức nha quý vị. Cảm ơn anh. Vào ngày 3 tháng 3 năm 2017, hội sẽ khai giảng lớp nhiếp ảnh nghệ thuật căn bản, cũng sẽ tại JCG. Thì như quý vị được biết là
cái buổi học, cái lớp học này sẽ kéo dài khoảng 16 tuần và sẽ có rất nhiều những cái buổi thực tập chụp hình indoor cũng như là outdoor. Thì nếu quý vị nào thích thú để học về nhiếp ảnh cũng như là có bạn bè thân hữu muốn tham gia cái ngành nghệ thuật này thì xin ghi danh vào website của hội. Thì thông thường thì hội sẽ cho bắt đầu quý vị ghi danh vào sau khi chúng ta triển lãm ở triển lãm Xuân Âm, triển lãm Xuân Đinh Dậu, và chúng ta sẽ có bắt đầu ghi danh. Thì như quý vị được biết thì là một lớp học như vậy thì chúng ta cái chỗ ngồi nó cũng rất là hạn chế, khoảng 50 chỗ ngồi cho nó học viên, cho nên là quý vị muốn ghi danh thì phải ghi danh càng sớm càng tốt nha. Nếu quý vị có thắc mắc gì thì xin liên hệ với ban tổ chức. Và chúng ta như thông lệ hàng năm thì chúng ta sẽ có một cuộc săn ảnh mùa thu vào khoảng trung tuần tháng 9 và tháng 10. Và địa điểm thì chúng ta còn đang chưa có quyết định được, nhưng mà nếu quý vị nào có ý kiến gì thì cứ yêu cầu quý vị cứ liên lạc với ban chấp hành để mà mình có thể plan out cái việc đó. Và dĩ nhiên là khóa Photoshop khóa 35 sẽ tổ chức vào tháng 9 năm 2017. Thì đó là tất cả những cái hoạt động chính của hội vào trong năm tới này. Thì nhân dịp năm mới, Andy cũng xin kính chúc quý vị, quý quan khách cũng như quý thân hữu, quý anh chị hội viên một năm mới tràn đầy hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe để mình còn đi săn ảnh dài dài. Cảm ơn quý vị. Và dãy số may mắn đầu tiên xin được phép đọc là 5 2 6. Đúng rồi. 3 5 4. Yeah. Xin đọc lại là 5 2 6 3 5 4. À, xin mời đây nè. Xin chúc mừng người trúng giải đầu tiên. Và giải thưởng trị giá 10 giải lại cho tôi đúng có đọc được chứ. Dạ đúng rồi, chính xác ạ. Xin chúc mừng. Và giải thưởng trị giá dưới 1.000 đồng. Dạ, không phải. Là được 20 triệu của tiền Việt Nam. 100 đồng. Rồi, bé tay năm, ok, thứ hai đi con. Dạ, tôi biết nào. Ai là người may mắn đây? Mời bên nhà, bên biệt học vô rồi. Hồi học Maroon, quý vị chuẩn bị chưa? Bây giờ hơi lớn tuổi rồi, phải nhảy xa xa mới thấy. Dạ, số đặc biệt là 526 353. Số liền kề đúng không quý vị? Số liền kề rồi. 526 353. Xin hỏi trong khán phòng có vị nào không? Chúc mừng đại diện lớp 33 và Kim Ngân đã may mắn trúng giải thưởng ngày hôm nay. Chị Kim Ngân thấy không, vừa mới gia nhập hội là có số may mắn rồi. Vậy cho em bao giờ anh hội trưởng trao dùng đi. Đổi lấy đầu số. Mất môi. Xin chúc mừng. Nancy nói là nên lắc nhiều vô. Nhắm mắt mà biết. Mình lấy sâu sâu ở dưới nha, đừng lấy xuống gần quá. Nãy giờ mấy anh chị xa xa đang chờ mong đó. Rồi, cảm ơn Nam. Mời mình tiếp tục. Và số may mắn tiếp theo. Được, dãy số mang tên mang dãy số đọc 3 số cuối để thấy số đầu có vẻ giống nhau không quý vị. 526 348. 526 348. Xin mời ạ. Mục đích có ý kiến thế này là mình có 10 giải khuyến khích không ạ? Và 3 giải, 1 giải đặc biệt.
Đức nghĩ là trao 9 giải khuyến khích thôi, còn một giải là được cho em nhỏ. Tại vì nãy giờ em lên nhắm mắt bốc thăm chúng ta mà không biết là có quăng quà gì không, không biết ban tổ chức à. Rồi, xin chính xác là giải số là 526-348. Xin mời anh Dương Điền trao phần thưởng cho chị. Và chúng ta xin tạm dừng buổi bốc thăm để chúng ta tiếp tục cái phần văn nghệ. Tiếng buồn vang trong mây.
vàng trong mây. Chim rừng quên cất cánh, gió say tình ngày ngày. Có phai sầu vàng cô, chết trong hồn chiều nay, chết trong hồn chiều nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho anh Trần Hiến. Có chị đâu xã tôi trên vị nha. Trước hết chúng tôi là người bạn của bà xã tôi. Bà xã tôi học cái khóa 33 vừa qua. Bà nói anh phải tham gia khóa này, tại vì khóa này rất là dễ thương. Mà đặc biệt là ông hội trưởng, cùng hội trưởng là ông Hiền, là bạn chúng tôi, mà cũng rất là dễ thương. Mà tôi thấy mọi người đây đều dễ thương, thành ra tôi hát một bản nhạc để mà tặng cho tất cả quý vị. Và bản nhạc này là về đau mái tóc người thương, để cho chúng ta sống lại những ngày còn xưa, còn trẻ, để tìm lại những cái tuổi trẻ của chúng ta. Tôi hát không hay, nhưng mà xin quý vị xong với vỗ tay lớn. Đợi chút rồi, nó biến nó mất tiêu rồi. Thiếu em
tông sổ bên em. Lầu vắng không người, sông khép kín, nhớ em tôi gọi tên. Nghe tiếng nhau rơi sân đường sâu mặt tôi lưng sông lặng nghe tiếng pháo tiếng ai qua đầu đường phố muôn màu sao thiếu em về đâu làm tông sổ bên em lầu vắng không người sông khép kín nhớ em tôi gọi tên dưới thềm. Cảm ơn quý vị. Chị dễ thương và bây giờ cũng sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Sầu Đông. Xin quý vị cho anh Nguyễn Ngọc Đức một tràng pháo tay. Dạ thưa quý vị, thấy không khí mình hơi trùng xuống chút xíu không ạ? Mời quý vị ra sân nhảy với điệu cha cha cha. Xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Sầu Đông. Xin mời quý vị cùng ra sân nhảy để họ vui đêm nay ạ. Trên bến xưa đời trai gió sương về thăm cô hương tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng sầu lên buốt đêm trường ngày mai sẽ ra đi phương trời biết đâu trên đường và nẻo từ đi biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay mà tôi vẫn còn nhớ 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 phút giây ban đầu thì ngừng bước chân buồn em đã sang ngắm rồi đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông tình yêu ra bằng về nơi cuối trời nhớ sầu đông có đến bao giờ gió đông đêm dừng chân trên bến xưa đời trai gió sương về thăm cô hương tìm bao nhớ đường mà sao phố phường vắng sầu lên buốt đêm trường rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời biết bao trên đường vẫn néo từ ly biết đâu cuộc đời ngày giây ban đầu thì ngừng bước chân buồn em đã sang ngang rồi đành quên nhớ mong gửi theo gió đông tình yêu xa bằng về nơi cuối trời vắng sầu đông con đến bao giờ buồn đời nhớ đông đừng yêu xa bằng.
tình yêu giá bằng mà sao cuối trời nhớ. Cảm ơn quý vị quý vị cùng lắng nghe. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình nhảy vừa rồi, mặc dù hát không hay mà quý vị nhảy rất là đẹp ạ. Phẩm dư âm mùa Giáng sinh. Xin mời anh Sơn.
tôi nhớ người. I held her hand in mine.
night, and we held each other tight, and before too long, I fell in love with her. Mời một em nhỏ thì tiếp theo xin bạn phép mời bác Đại Đức Hiền sẽ đem đến may mắn đến quý vị ngày hôm nay. Xin mời bác đứng ra sân khấu ạ. Để bác bốc thăm may mắn. Và số may mắn bác Hiền bốc đầu tiên là 526371. Xin quý vị kiểm tra số phiếu của mình nè. Xin nhắc lại số phiếu là 526371. Xin quý vị là có mà. 231. Đọc 3 lần rồi. Rồi xin mời anh Hồ Hòa lên tiếp theo rồi. Dạ mời bác Thảo bác Thảo à. Bác Thảo à. Chị Hoa, chị Hoa đúng hả? 526371. Dạ đúng rồi. Xin chúc mừng chị Hoa. Nó chạy quá rồi, không cho lấy đó. Vậy là dễ tỉnh rồi, được kilo nha. Và mời bác Thảo rồi. Tạo. Bác Thảo. Bác Thảo à. Bác Thảo, bác Thảo lên lúc đó. Xin mời bác Thảo. Dạ, cái này bác lấy một phiếu thôi à. Bác Thảo bị xì hai người cùng một lúc luôn à. Dạ, như... Dạ cảm ơn bác Thảo. Và số máy may mắn tiếp theo là 526310. Bấm cái này là ngân hàng. Xin mời anh Hoàng Việt. Xin chúc mừng anh. Anh Việt nãy giờ chỉ canh số này sớm giờ luôn à. Và số may mắn tiếp theo xin mời anh Dương Điền luôn, nãy giờ anh đưa không à, bây giờ anh đừng có bóc cái số đúng của số của anh nha. Điền bóc số chị Bảo á. Dạ vâng, quậy lên anh Điền, quậy lên đi. Sốc lên đi. Rồi đó. Nhắm mắt lại. Rồi đó. Anh thấy cái số của tôi. Disqualified. 526340. Phải trang dễ thưởng ít quá nên dường nhau phải không ạ? Rồi chúc mừng chị. Và quay trở lại mình cứ mỗi lần vậy là ba phiếu ha, để lần sau là ba phiếu nữa. Xin mời nam ca sĩ Hoàng Dũng sẽ quay trở lại sân khấu để gửi chúng ta những nhạc phẩm làm cho chúng ta để kích thích mà ra sàn nhảy để hòa theo tiếng nhạc của đêm nay. Mời nam ca sĩ Hoàng Dũng. Cảm ơn Đức, nhờ quý vị đã sân nhảy với Điều Bi Bốt, biết đến thừa nào của nhạc sĩ Tùng Giang. Ngỡ ngàng nhìn em như đã quen rồi.
em biết chăng nhịp vàng hoàng đang vây kín như một tóc mây quyện hương đôi mắt nhung huyền mộng ngược đây rồi hơi đời chờ ta có nhau bao đêm cô đơn miên man với niềm thương nhớ suy tư âu lo men thuốc đắng trên môi đã xót xa nhiều mà sao nói không nên lời đành xin ôm trọn mối ưu hoài trong tâm tư biết thừa nào quên quên hết ưu phiền để thôi xót xa được bàng hoàng không vây kín bao nhiêu ước mơ giờ đây sẽ kết nên lời mộng ước một ngày thôi đợi chờ ta có nhau thank you.
Cảm ơn chị Thắng. Một giọng ca tiềm ẩn, chúng ta sẽ xin mời anh Trần Đức lên sân khấu ạ. Anh Trần Đức có đây không ạ? Anh Đức đâu ạ? Anh Đức đã sẵn sàng để lên sân khấu tiếp theo rồi, xin mời anh. Thôi quý vị mạnh dạn tham gia nhé. Thì mình Trần Đức hát bài gì để xin quý vị cùng lắng nghe bài hát mang tên Em ơi Hà Nội phố qua lời trình bày của anh Trần Đức. Toàn lễ chiều sao còn vòng
chẳng nhớ nổi một con đường. Ta còn em màn phố cũ rêu phong, từng chiều mai tối nghiêng nghiêng, nào nào kỷ niệm. Chiều tây là xa hoài con sông, trên hoàng hôn về từ bao giờ. Đường xa ước mơ, chương trình sẽ gửi chúng ta ngay sau bây giờ.
yên lắng đọng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khi cùng bóng pha xanh áo xanh trong khói sông xây thành tắt nguồn thăm mắt đường tàn đêm khói đường hai tiếng mây mông sao không hát cho những người còn mãi mê lá rừng che kín đường về phồn hoa sao không hát cho bạn bè đêm nhớ con sông hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua từng lá xanh xanh lối mòn chảy quanh đời đến quanh thân gian khổ thơ ban tiếng xuống tiền miền đánh giặc lâu để cho non nước bình yên lời hát xin gây rung động đừng hát như chim đứng vừa là xin thật lòng qua câu hát đầu môi như lính giữa rừng yêu lá thắm mà thôi thank you.
suốt đời. Mấy năm bao vây em trai dễ thương mà còn tìm rất chung tình. Gặp nhau đêm nay mà thương như bao lâu. Những yêu nơi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại chi em ơi. Yêu anh như lâu là thế. Ơ, được bao lâu là thế. Ơ,
in town this year. Up and down we go. Số tiếp theo có ba số cuối là 308. Vậy rồi. 308. Vậy rồi. 308. 308 có mà. Đúng không? Anh Hà Hương có đúng không ạ? À, xin chúc mừng chị. Và... Dạ đúng rồi ạ. Đọc phương tiện bóc dùm trong đi phương tiện. Và số tiếp theo có ba số cuối là 350. 350 à. Thứ nhất là lần 3, 350 có không ạ? À, xin bỏ qua số này nhé. Hình như phương tiện chưa có đem may mắn đến cho lần 400 vừa rồi. Và số tiếp theo có ba số cuối là 362. 362 có không ạ? Vậy là anh Dương Điền, nhờ anh Dương Điền bóc dùm rồi. Mấy số 362. Đây, anh Dương Điền đọc dùm luôn ạ. Anh Dương Điền gửi nhớ chúng ta đến những ngày Tết mà chúng ta như đánh bài xì lát hay sao á, nặng quá trời nặng luôn. 336. Số là 336. 336 quý vị. 336 hả? Hay là 366 à? Không, 336. Bữa nay mới lần đầu tiên phát hiện là anh hội trưởng phạm luật. Đề nghị là giờ năm sau không được cho anh hội trưởng tham gia phần sổ số. Trời ơi!
Và số vé may mắn tiếp theo được mang số 3 số cuối là 322. Số 32 có không ạ? 322. Và hình như là giải thưởng càng ngày như là để không tìm được người. Và tiếp theo nhạc sĩ Trung Quý Hải. Hà Nội mùa vẫn những cơn mưa. Xưa chân chân ngược.